lẽ nào lời nguyền cũng thật? Thật. Tiền đôi khi không phải là tất cả. Tôi đang nghi ngờ tất cả mọi người. Đôi khi hung thủ lại chính là những người thân cận với mình nhé. Alo, dạ anh shipper xin nghe. Xin lỗi anh, hôm nay em không có nhận giao hàng. Tại em kẹt đem đồ cho người yêu của em ơi. Dạ, cảm ơn anh. Tôi là Tuyết Minh. Tôi có một niềm đam mê bất tận với nhiếp ảnh. Đó là lý do hôm nay tôi có mặt trên con đường này, để theo đuổi những khoảnh khắc kỳ diệu của cuộc sống và ghi lại những điều đặc biệt xảy ra. Còn đây là Thanh Danh, một shipper giao hàng nhiều chuyện và ngưỡng mộ sắc đẹp của tôi. Bị khùng hả? Mình đang làm gì vậy? Tôi đang ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Và hãy nhớ, trong đó không bao giờ có anh. Theo thống kê ở một số người bình thường á, người ta nói chuyện 10 phút sẽ nói dối 3 lần. Còn Minh thì Minh đang nghĩ là Danh đang thích Minh. Và Minh hạnh phúc vì điều đó. Ảo tưởng. Ê, làm gì vậy? Danh nghe tiếng bao tử của Minh lên tiếng á, chắc là Minh đang đói đúng không? Nè, Minh ăn đi. Món của Minh yêu thích mà. Anh ta nghi ngờ mọi thứ và nhìn đâu cũng có vấn đề. Đó cũng là lý do tôi không thích anh ta. Tôi không thích bị người khác độc vị. Cầm lấy đi. Định mua chuột tôi hả? Được không? Một cô bé thật thú vị. Em cẩn thận. Em biết rồi. Anh cũng phải cẩn thận. Em có cảm giác có một cái gì đó không an toàn ở đây. Một chút. Thì ra là anh hả? Lần trước cứu tôi quên cảm ơn anh. Không có gì đâu chị. Của tôi bao nhiêu đó? Của chị 101. Đây. Chị đợi tôi thối kìa. Không cần thối đâu. Anh cứ giữ đi ha.
cô ta cảm thấy xấu hổ khi bị nhận diện. Chị ơi, cho em ly cà phê mang đi. Đang lo sợ. Em đang ở đâu vậy Minh? Anh có đồ ăn đem cho em nè. Thôi, tôi đang có công chuyện rồi, đừng có đem đồ ăn tới đó, bực bội à. Alo. Chào cô, tôi là Thám Tử. Thám Tử? Tôi muốn gặp cô. Gặp tôi? Tôi đang ở bờ sông, cô có thể đến gặp tôi liền bây giờ không? Được, tôi cũng đang ở bờ sông. Ok, tôi đợi cô. Ừ. Thám tử điều tra? Đúng, tôi là thám tử điều tra tội phạm đặc biệt. Tội phạm đặc biệt? Làm sao? Là những người có vẻ bên ngoài rất là bình thường, nhưng thực chất họ là những ông trùm, bà trùm chuyên buôn bán trái phép ma túy, trang sức, kim cương. Hay nói một cách nôm na là những hàng cấm. Vậy tại sao anh không đi báo công an đi? Vì tôi chưa đủ bằng chứng. Vậy thì anh đi tìm bằng chứng đi. Tìm tôi làm gì? Tôi biết cô là một thợ chụp hình giỏi. À không, là người có khả năng săn tìm những khoảnh khắc. Hơn nữa, tôi và bọn họ đã gặp mặt nhau. Tôi e rằng họ sẽ nhận ra tôi. Vậy thì chuyện đó liên quan gì đến tôi? Bởi vì tôi muốn cô hợp tác cùng với tôi để phá án. Phá án? Cô sẽ là cầu nối để vạch trần đường dây mua bán trái phép này. Và khi đó, sự nghiệp của cô sẽ rẽ sang một trang mới. Đây là Hồng Vân. Cô ta và ông Trùm đang chuẩn bị thực hiện một phi vụ mua bán kim cương trái phép với giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng. Nhiệm vụ của cô á là theo dõi họ và chụp lại một tấm hình. Khi đó thì chúng ta sẽ đủ bằng chứng để buộc tội bọn họ. Nhưng mà làm sao tôi tin anh được? Tùy cô thôi. Nhưng tôi khuyên cô đừng nên bỏ lỡ cơ hội thăng tiến có 102 này. Tôi tặng cô, chúng ta kết hợp với nhau là để thực thi pháp luật. Con đường để cô trở thành một người trượng nghĩa, một thám tử tài ba sẽ không còn xa nữa. Tôi không cần. Tôi biết cô sẽ suy nghĩ lại và hợp tác cùng với tôi. Thám tử Thành Duy.
cô có thể tìm thấy họ tại quán cà phê nằm trên đường số 14. Cô chỉ cần chụp một bức hình là được. Cô nên nhớ, cơ hội này chỉ đến một lần. Nếu cô chần chừ, người khác sẽ đoạt lấy nó. Trời trời, không những là cộng sự mà còn là tình nhân nữa. Quá trời quá đất rồi. Alo, gì nữa? Em đang làm gì ạ? Đang đi săn. Mình có đói bụng không? Trời ơi, thôi đừng có hỏi nữa nha. Đang gấp lắm, cúp á. Là cô ta. Cái gì vậy? Mình có đói chưa? Đi ăn với Danh nè. Cái gì mà suốt ngày ăn hoài. Bận rồi, không có đi đâu. Việc gì? Cái gì kệ tôi, đừng có đi theo. Tại sao mình lại theo dõi người này? Đây là những tấm hình tôi đã chụp được người phụ nữ đó và đồng bọn của cô ta. Tôi sẽ hợp tác với anh để phá án. Đây là những bức hình rất là tầm thường. Nó chỉ nói lên họ đang là tình nhân của nhau. Nhưng mà anh nói với tôi chỉ cần chụp hình là được mà. Đúng, chỉ cần chụp hình là được. Nhưng mà chụp hình để có đủ bằng chứng để buộc tội cô ta và bọn họ đang che giấu những viên kim cương trái phép trong người. Cô ta có đủ khôn ngoan để che giấu rất kỹ những viên kim cương. Và cô không thể nào tìm thấy chứng cứ khi cô sử dụng chiếc máy ảnh tầm thường như thế này. Anh nói máy ảnh tôi tầm thường. Chào anh chạy shipper. Tại sao lại theo dõi tôi? Tôi... Giữa ban ngày ban mặt là đàn ông mà lại đi theo dõi phụ nữ, anh không biết nhục hả? Đây là chiếc máy ảnh được thiết kế rất đặc biệt. Nó có gắn tia X và có khả năng chụp xuyên thấu. Cô ta rất khôn ngoan khi giấu những viên kim cương của mình tận sâu trong những lớp áo ngực. Nó có thể che mắt tất cả mọi người, nhưng nó không qua mắt được tiếp này. Tôi muốn biết cô là ai mà người tôi đang yêu lại theo dõi cô. Theo dõi tôi? Đúng hơn là theo dõi cô và nhân tình của cô. Nhưng mà chuyện của tôi thì liên quan gì tới cô ta mà cô ta phải theo dõi tôi chứ? Hay là người của chồng tôi? Chồng cô? Cô chỉ cần bấm máy. Khi đó thì chúng ta sẽ có đủ bằng chứng để buộc tội cô ta và đồng bọn. Nếu vụ này thành công, sự nghiệp của cô sẽ bước sang một trang mới. Nói cho anh biết, nếu như thật lòng với cô ta
về nói với cô ta tránh xa chuyện này ra. Bởi vì chồng tôi là một kẻ tâm thần. Đừng đi Hồng. Đừng đi Hồng với anh. Bù ra. Đủ lắm rồi đó. Thưa anh, tôi còn rất là trẻ, tôi có rất là nhiều thứ ở phía trước. Vậy thì tại sao? Trả lời cho tôi biết là tại sao tôi phải sống như một kẻ tâm thần nha anh. Trả lời đi. Trả lời đi. Chúng tôi đã ly thân, nhưng mà anh ta nhất quyết không chịu ly hôn. Hành động ngay đi. Và với cái tư tưởng hoang đường của anh ta thì anh ta luôn muốn tìm kiếm và sát hại tôi. Suy nghĩ cho kỹ vô. Nếu như cô ta dính tới chuyện này, người thiệt chỉ là cô ấy thôi. Cô có thể cho tôi xem ảnh chồng của cô được không? Vũ khí này chỉ sử dụng một lần duy nhất. Mệt anh quá nha. Đừng có gọi nữa. Tôi đang đi phá án rồi. Tôi đã có được phương tiện tác nghiệp đặc biệt để tìm ra được bằng chứng buộc tội những cái đối tượng mà buôn bán trái phép kim cương gửi cho công an. Vậy nha, đừng có gọi tôi nữa đó. Alo. Alo. Anh ta là một kẻ nguy hiểm. Nếu như không giết được tôi, anh ta cũng sẽ mượn tay người khác để giết tôi. Anh còn nhớ cái lần anh cứu tôi không? Chính anh ta. Anh ta đã là người ở trong xe. Anh ta cố ý đó. Anh ta cố ý muốn sát hại tôi đó. Mượn tay người khác để giết người. Máy ảnh. Dụng cụ tác nghiệp đặc biệt. Chuyện gì? Em ra bờ sông gặp anh. Anh sẽ giải quyết chuyện ly hôn ngay với em. Được, tôi sẽ tới ngay. Nhưng anh đã nói thì phải giữ lời. Yên tâm. Nhưng cô ta đã rời khỏi quán cà phê ở đường số 14. Bây giờ tôi biết tìm cô ta ở đâu. Nơi chúng ta đã từng gặp nhau, bờ sông. Hồng Vân không nói dối. Alo. Cô đang ở đâu? Ở bờ sông. Tôi đang đi gặp chồng tôi. Cô hãy ở yên đó và đừng tiếp cận một ai. Tôi đang chạy tới đó. Thank you.
hôn ra. Ai cho phép ly hôn với anh? Không ly hôn. Không ly hôn. Anh bị điên à? Anh không điên. Anh không có điên. Chết em thì phải có một người khác làm việc đó thay anh. Tại sao em bỏ rơi anh? Chúng ta vẫn còn là vợ chồng mà, sao em lại có tình nhân khác? Tại sao em không còn yêu anh? Dân thì chàng shipper cũng đã chinh phục được tôi. Bây giờ anh ấy không chỉ có biệt danh là shipper danh mà còn là thám tử của lòng tôi nữa.